Đây là combo mồi siêu trôi của em nhá. Đây bác nhỉ, gồm có một gói mồi câu số 4 này mà này. Đấy, trôi mè, rô phi. Đấy. Mà một gói mồi ủ này. Mồi ủ lên men em ấy nhá, mồi ủ lên men này. Một gói cam trứng, cam chim ấy. Cam chim anh em đánh loại nào cũng được, cứ miễn thơm là được. Và một gói cam cá, cam cá với nhá. Cam cá này tại sao em cho cam cá? Cam cá này em để em đánh nhá, kèm theo rô phi, kèm theo thêm rô phi nhá, kèm theo rô phi em đánh thêm cam cá này. Với lại dành cho các nơi đáy nó bị thối, đáy thối nhiều rác, đấy, nói chung là đáy bẩn nhá, thì đánh thêm cái này. Còn bình thường nếu mà nước sạch, những nước sạch thì em chỉ đánh mồi ủ này. Một số 4 này, cắm trứng và thêm hai quả trứng nhé, thêm hai quả trứng này. Đấy. Thêm hai quả trứng, trứng gà, trứng vịt tùy, 2 hay 3 hay 4 quả tùy anh em chơi nhé. Đấy, còn em đánh sẽ đánh theo môi trường như này. Đấy. Bộ này là ngoài bắt trôi ra thì có thể bắt được cả mè. Đấy, bắt được cả mè nhé. Bắt được cả mè, cả rô phi anh em, cả rô phi nhá, rô phi to ấy, không rô phi con đâu. Đấy. Ngoài ra thì một số loại cũng thích ăn như là nheo, lăng, tra, chim. Đấy, nó cũng cũng thích ăn, thậm chí là chép nó cũng ăn, nhưng mà nó không phải khẩu vị của nó nên nó ăn không phải là đối tượng câu chính. Chủ yếu dòng này để câu, chủ yếu câu như như bộ này em đang đánh này là chủ yếu câu trôi mè và rô phi, rô phi nhé. Đấy là đối với đem đánh là cả với đối với môi trường nước, các bác đánh đủ combo này là đánh cả môi trường nước sạch và nước bẩn đều được, hoặc đáy sạch đáy bẩn đều được. Hoặc nếu anh em mà đánh đáy sạch nước sạch thì có thể bỏ cắm cá đi cũng được. Đấy, đánh với combo này 1 2 3 4, 4 vị này là ok rồi. Đấy, vì anh em mà không thích bắt rô phi. Còn đối với em thì em đánh vị môi trường nước bẩn thì em phải bắt buộc thêm cái này vào nữa, thêm vị này vào nữa nha. Và đây là combo siêu trôi em đánh test cực nhiều rồi anh em, mà nếu xem kênh Nhà Trường Vi Sinh ấy, các bác biết rồi đấy, là em đánh cái mồi này em test cho các bác toàn 10 ngày đến cho 14, 15, thậm chí 16, 17 ngày đấy. Thì các bác biết đấy, tỷ lệ va trôi ấy, đấy, trừ thứ nhất trừ là hồ nó không có trôi thì ông câu được, thứ hai là số lượng trôi nó quá ít, nó quá ít với nhá, thì cái nguồn thức ăn của nó nhiều, số lượng trôi quá ít thì nó không muốn va được một con nó rất là khó, nhiều cả hồ có 2-3 con thì các bác nên nhớ là va cực khó luôn. Thứ ba là tỷ lệ móm cực thấp, 10 buổi thì may ra anh em móm một buổi, móm một buổi nhá, em dám khẳng định như vậy, hoặc đến 2 buổi là cùng nha. Đấy, với combo này thì không phải lăn tăn. Đấy, phối trộn thế nào thì tùy anh em, ra giảm lượng nào tùy, hoặc cứ thế này trộn cả 4 gói này vào đều được nha. Đấy, bác nào cần mẫu mồi này thì alo cho em. Dạo này em lại bắt đầu đang đánh lại mồi trôi mè. Mè thì thỉnh thoảng em cũng đi đánh, nhưng phải có chỗ có điểm mới đánh được, không phải ai cũng thích săn mè nhé. Còn trôi thì cũng phải có điểm anh ạ. Đấy. Rồi, hôm em đánh buổi đầu tiên, buổi số 1, buổi đầu tiên là được 5 đóng 5 phát nhé. 5 phát thì được 2 trôi và 1 rô phi. Đấy. 2 trôi thì cỡ 3 cân một con. Đấy, rô phi thì tầm cân rưỡi. Đấy. Còn lại bong bắt 2, em nghĩ bong bắt 2 khả năng là trôi. Nó chạy vào địa hình nó rất là phức tạp, địa hình nó khó câu anh em ạ. Đáy của nó lại không được sạch. Đáy không được sạch. Đấy. Thế là rất là khó câu. Cái loại trôi giòi ấy, các bác nhớ trôi giòi thì bắt rất dễ. Cái trôi biểu mà tầm 6 7 lạng cho đến khoảng độ cân rưỡi bắt cực dễ luôn. Đấy. Các bác chỉ cần đánh cho em là thơm và có vị hơi chua là đã ăn được nó rồi. Đấy. Còn đối với trôi to thì các bác đánh vị nó phải khá là gắt gắt một tí,
đấy, nhưng vẫn phải có vị tanh và một chút thơm ở đấy. Đấy, có nghĩa thiên về chua nhiều nhá, tôi chua nhiều. Đấy, bác nào cần thì alo cho em nhá. Đấy, đây là full combo nhá, full combo để chuyên đánh trôi mè, chuyên đánh trôi mè nhá. Anh em mà đánh mè thì có tăng lên, tăng thêm cái trứng này cũng được này. Đấy, vì mè thì toàn đa phần đánh bom nổi hoặc là đánh bom chữ T nhá. Đấy, bác nào cần thì alo cho em nhá. Cảm ơn các bác theo dõi video. Đây các bác nhá, đây là buổi săn trôi thứ hai của em bằng mồi siêu trôi răng trường vi sinh nhá. Đây các bác này, đấy, bộ combo mồi siêu trôi răng trường vi sinh nhá. Hôm nay buổi thứ hai em đánh nhá, đóng 4 bong mất 2. Đây các bác này, em còn bị đâm lưỡi vào tay mất 1-2 phát này, các bác nhìn này. Đấy, xuyên ngập ngón lưỡi nhá, phải lên được 2 con, một trôi củ này. Đây, một chuôi củ này, chuôi củ này, anh nhìn này, chuôi này, một chim nhá, một chim khá là to, bong mất 2, hôm nay hơi bị ngon đấy các bạn. Nếu bạn nào cần mồi thì alo cho em.